Và xin chào các bác đang theo dõi kênh của bên Nguyên Vũ Audio nhé. Hôm nay tiệm lên cho các bác là một cái lô sản phẩm. Ở đây thì có cả bát và tép đấy, để về các bác gọi là về chế cháo nhá. Đấy, chế cháo hay là mình ghép vào để là làm tiếng lời hay như nào đấy nhá. Đấy. Hay là thay thế những con bát tép đang hỏng ở nhà mình. Đấy, thì ở đây thì mình nghĩ là toàn những cái dòng bát loa hàng chất cả. Đấy. Thì tí em sẽ đo luôn cả cái kích thước của từng con một. Đấy, chiều bát nó rộng bao nhiêu, đường kính nó bao nhiêu, tầm mốc nó như thế nào thì em sẽ đo luôn để các bác về tiện cho cái việc mình lắp ráp nhá. Vâng. Được không? Đấy thì ở đây là em lên cho các bác là thứ nhất là có của dòng Sony này, Yamaha này. Đấy, JVC này. Kenwood này. Onkyo này. Và cặp này là của Daewoo. Đấy. Thì là em sẽ lên cho các bác là mỗi hãng một cặp nhá. Đấy. Thì để về những các bác nào mà đang có nhu cầu về dòng nào thì cứ alo cho em nhá. Đấy, em sẽ test bàn giao luôn nhá. Test bàn giao cho các bác đấy. Đảm bảo là từng con thiết bị ở đây là nó hoạt động và lên bình thường. Đấy. Đầu tiên thì em xin giới thiệu với các bác là cặp của Onkyo đi. Đấy, dòng tép của Onkyo, dòng chép đom, nó nụa từ kép này. Đấy, Onkyo với công suất đêm thì có ghi là 25W này. Đấy, Onkyo có mã là 466A nhá, 466A này. Đấy. Hàng chép đom nó nụa này. Đấy, có thấy không ạ? Nó lại lên ngay. Đấy, em vuốt mẹp nó lại lên đấy không ạ. Nó là dòng chép đom nó nụa mà rất là mềm. Đấy. Dòng từ kép nhá. Từ kép này. Đấy, từ kép. Con này giá của nó là 490 nhá. Đấy, 490 cho cặp Onkyo và tép của Onkyo. Con này thì đường kính tép của nó này. Nó rơi vào là 9.5. Đấy. 9.5 còn cái tâm mốc của nó này. Tâm mốc là 7 các bác nhá. Tâm mốc là 7 này. Đấy. Cái đường này thì nó bằng nhau tam giác mà. Đấy, đều là 7 hết nhá. Đấy. Cặp này giá là 459 của Onkyo các bác nhá. Tép Onkyo 459. Tiếp theo thì đây em có một cặp đế lông này. Đấy, cái dòng này thì nó sẽ không ghi tên ở đây đâu nhá. Đấy, nó sẽ không ghi tên nhưng mà đây là cặp của đế lông. Đấy, bởi vì là lần trước là em có cái con loa về nó bị vỡ thùng. Đấy, nó bị vỡ thùng thì em tháo ra, em bỏ cái thùng đi. Đấy, nên lấy cặp tép này. Đấy, có con bát thì có anh khách anh quay anh nhấc rồi. Đấy, thì còn tép thì em quay lên thôi. Thì anh đóng hàng hôm nay anh đóng chán đời kinh khủng luôn. Em đặt về là thùng hàng rất là đẹp luôn. Đấy, nhưng mà không hiểu anh đóng hàng kiểu gì. Thế là về nó bị va vào cái thùng xe đó. Thế là nó bị hỏng mất cái thùng. Đấy, thế em thanh lý luôn. Đấy, thanh lý giá lỗ luôn. Con này thì em thanh lý lỗ luôn. Đấy. Đấy. Con này giá là 900 các bạn nhé. Giá 900. Đấy, có mã là 70F8. 708F này. Đấy. Từ đây được bọc này, bọc phía sau này. Đây bọc từ này. Đấy. Bên ngoài thì có một lớp căng kim loại này. Đấy. Dòng tép tròn. Kích thước thì nó rộng khoảng 12. Đấy. Đường kính của tép là 12. Đấy. Còn đường tâm mốc chéo của nó là 10. Đấy. Còn tâm mốc vuông là 7 nhá. Tâm mốc vuông là 7, còn tâm mốc chéo là 10. Đấy, giá cặp này là 900. Những con này tiếng rất là sáng các bác nhá. Em chọn lọc cho các bác ở đây là toàn những cái hàng chất cả đấy. Tép thì rất là sáng và bát cũng rất là quẹn luôn. Đấy, bánh rất là hay. Đấy là hai cặp.
Tiếp theo thì em mời con đến con Kenwood này đi. Đấy. Dòng Kenwood bass, Kenwood từ kép đấy, của dòng loa đây. Đấy. Con này thì về các bác có thể là ghép vào làm loa chung cũng được. Đấy, ghép vào dần làm loa chung được. Đấy, từ kép này tiếng rất hay luôn. Giá 309. Đấy, dòng Kenwood. Đấy, màng giấy nhá, màng giấy và gân vải các bác nhá, gân vải, màng giấy gân vải. Giá là 309 cặp này các bác nhá. Kenwood này. Hàng tuyệt vời luôn. Hình thức như thế nào thì các bác nhìn ở video luôn cho em nhá. Đấy, đã có thế nào thì em quay hết luôn. Em không giấu giếm gì cả đâu. À, đây, tiếp theo thì mời các bác đến là cặp tép của Yamaha. Cặp này rất là bá đạo luôn. Đấy, cặp này thì của bên Nguyên Vũ là dòng rất là bá đạo này. Đấy, Dayton. Em xin lỗi, cặp này là Dayton, em nói nhầm là Yamaha. Đấy, dòng Dayton. TVK4036CM. Đấy. Công suất là 15W, trở kháng là 3 ohm. Đấy, đây là thông số kỹ thuật nhá. Mitsubishi Electric Made in Japan. Con này thì tép sáng lắm. Nghe tiếng nó đanh mà nó sáng dã man luôn. Đấy, viền này là viền kim loại các bác nhá. Cái này là kim loại hoàn toàn luôn. Rất là đẹp. Đây. Con này giá là 950.000 nhá. 950.000 đấy. Đây các bác này. Đấy. Đường kính của nó là 14 nha, đường kính là 14 này. Tâm ốc chéo là 8.5. Tâm ốc vuông là 6. Tâm ốc vuông là 6, còn tâm ốc chéo là 19.5. À, cái cặp này em quên, em chưa đo kích thước này. Con bát này thì nó rộng là 12, bát 12. Tâm ốc chéo là 12. Tâm ốc vuông nó là 8. Đấy, tâm ốc vuông là 8, tâm ốc chéo là 12. Tiếp theo mời các bác đến là cặp bát của dòng Sony. Đấy, bát rất là chất lượng luôn. Kiềng 7 màu. Con này thì bát ở đây nó là rộng đây, em sẽ bỏ cái này ra này. Đấy, nó tròn. Con này ở đây là 13.5. Đấy, là bát 13.5. Đấy, đo theo đúng tiêu chuẩn của hãng. Đấy, còn cái đo theo đường ốc chéo nha, đây, ốc chéo nó đây. Đây là ốc chéo này. Ốc chéo của nó là 13. Đấy, ốc chéo là 13. Thế còn ốc vuông, ốc vuông của nó là 9.3. Đấy, 9.3. Đấy, con này thì nó là màng kiểu như màng polymer ấy, dòng gân cao su, tiếng đánh rất là giòn. Đấy, về các bác có thể là bỏ cái viền nhựa ra. Đấy, không thích thì bỏ viền nhựa hoặc là có thể để viền nhựa lạ. Đấy. Nói chung thì chế làm sao để cho nó phù hợp với cả cái loa của mình là được. Còn về chất âm thì toàn những dòng loa hay cả các bác nhé, toàn là những dòng bass chất lượng cao. Đấy, giá của cặp này là 650 các bác nhé, 650.000. 650k. Tiếp theo thì em mời các bác đến là cặp cuối cùng là cặp của JVC. Đấy, dòng loa JVC kiềng 7 màu. À, màng giấy và gân cao su. Dòng gân cao su rất là dày dặn này. Tiếng con này đánh rất là mềm nhá.
tiếng combat là đánh rất là mềm và nó có lực. Đấy. Đây. Con này giá của nó đang là 550.000 coi nhá. Đấy, dòng GVC. Đấy, GVC với Kenwood bây giờ nó là một, nó hợp nhất từ năm 2003 cơ. Đấy. Nhưng mà tên các sản phẩm thì nó vẫn để là GVC và Kenwood riêng. Con này kích thước của bát là 13.5. Tâm ốc vuông là 10. Tâm ốc chéo là 14 các bác nhá. Đấy, tâm ốc chéo là 14. Còn tâm ốc vuông là 10. Đấy. Đấy là tất cả các toàn bộ bát tép ở đây. Đấy, thì anh em nào có nhu cầu về dòng nào thì alo cho em nhá. Đấy, ví dụ bảo lấy con cặp bát này thì để em test, hoặc lấy con cặp tép này thì để em test này, hay là lấy cặp tép con kêu thì để em test nhá, hay là lấy cặp cặp thì mọi cái thông tin chi tiết thì cứ liên hệ cho em qua số 0966 594 581 hoặc qua số 0979 891 682 thì để em test hàng. Đấy, test gửi bàn giao lên cho các bác nhá. Giá em để ở phần mô tả nhá, giá em để ở chỗ mô tả đấy thì các bác có thể vào phần mô tả để xem nhá. Vâng, em kết thúc video tại đây nhá.